Thanh niên đi ăn buffet ở nhà hàng sang trọng được tặng kèm protein, nhưng cộng đồng mạng lại đồng loạt comment, chắc lần đầu ăn hải sản. Mới đây thì một thanh niên cùng bạn của mình quyết định đến một quán buffet có nội thất khá sang trọng để chiêu đãi bản thân sau những ngày đi làm mệt mỏi. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cả nhóm không gặp cảnh tượng này đây. Khi lấy một ít ghẹ đã hấp về bàn thưởng thức, bên trong con ghẹ có rất nhiều những sinh vật nhỏ màu trắng. Hình ảnh đã khiến nhóm bạn cảm thấy buồn nôn và cho rằng đây là giòi và lập tức gọi nhân viên đến hỗ trợ. Không biết vụ việc đã được phía nhà hàng giải quyết như thế nào, nhưng dưới phần bình luận của video, cộng đồng mạng đã comment như sau. Không phải kiếp nạn của ăn buffet mà là kiếp nạn của nhà hàng khi khách lần đầu ăn ghẹ. Đúng là kê lên phố, lần đầu ăn ghẹ đây mà. Nếu có mùi thơm thẩm thì nó là giòi rồi, còn nếu như mọi người bảo còn ký sinh thì nó sẽ không có mùi thối. Bình thường mà, mình ở vựa hải sản mua cũng bị vậy á, mà ghẹ đang bơi luôn. Vì những ngày qua, đoạn clip về món cá nướng nóng hôi hổi nhưng chứa đầy giòi đã khiến cộng đồng mạng luôn trong trạng thái lo sợ, bán tính bán nghi, thà rằng không phải giòi. Chứ nếu ăn buffet sang trọng mà lại đầy giòi thế này thì chắc sẽ trở thành nỗi ám ảnh về sau. Bạn có nghĩ như vậy hay không? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên like, share, nhấn đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.